tàu, xì tin, sữa, nồi, sữa hai lon, tô, dĩa, thau, nồi, hả? Tô phải không? Bốn cái tô. Rồi, bốn cái tô. Rồi, tôi mới. 1 triệu đang sốt sắng chờ mời quý vị tấm vé mệnh giá là 10.000 đồng quý vị ơi. Rồi mong mắn là nhân viên quý vị ơi, nhân viên ơi chịu khó mời chào tất cả quý vị mình nha, sổ cho nó sốt sắng lại là mau mắn luôn. Trân trọng kính mời quý vị tiến vào bên trong để cùng tham gia tham dự quý vị. Đêm nay đặc biệt tưng bừng nha quý vị ơi, rồi vào xem quý vị, rồi nhé anh chị chạy thẳng xem ra vào trong những em nha. Rồi chạy theo bên trong luôn quý vị ơi, dựng xe cho nó an toàn, vô bên trong ngồi ghế thoải mái miễn phí nha. Lời ủng hộ vé cho em luôn với tấm vé mệnh giá là 10.000 đồng quý vị, với ký hiệu 3278 nha quý vị nha. Rồi nhanh chóng lại là những em quý vị ơi, để mở thưởng nhận qua hai chiếc 15 lớn, hoặc quý vị thể chọn qua những chiếc quạt xinh xắn này quý vị, hoặc là những chú gấu đủ màu sắc luôn quý vị, rất là đẹp luôn quý vị. Và đặc biệt hôm nay quý vị nhìn lên thấy hai chú gấu rất là dễ thương đó. Nếu mà chút xíu nữa với những dòng đặc biệt quý vị mình trúng thưởng sẽ nhận qua và đem về làm quà lưu niệm luôn quý vị ơi, rất là có giá trị luôn nha quý vị. Rồi mong mắn đây là những em luôn quý vị ơi, tiến vào bên trong đi mấy anh chị. Rồi xin trân trọng kính mời tất cả các anh chị mình đi xe Honda chạy làm ơn chạy vào bên trong những em, rẽ qua hai bên phải và trái nha, rồi chạy vào bên trong đi mấy anh chị. Rồi rất là dễ thương, nhường cái lối chính giữa cho tất cả quý vị mình cùng đi sâu tới trẻ, tiến vào bên trong nha. Rồi ai đi trước vô trước, ai đi sau vô sau quý vị ơi, nhanh chóng đây là những em luôn. Rồi nhân viên ơi kịp phát được ra tay bé mời chào nha, chia đều ra mời chào tất cả anh chị mình dù đi gần đi xa đó, mấy anh chị đứng xa xa còn chơi trò chơi vẫn ra mời luôn, để khi mở thưởng là mấy anh chị tập trung vào sẽ mở thưởng luôn quý vị cho hết vé luôn nha. Rồi nhanh gọn lẹ luôn, rồi mời chào lẹ làng luôn, ai hết vé vào bên trong là tổng kết luôn nha. Rồi lần đầu tiên sốt sắng lẹ làng quý vị ơi, tấm vé mệnh giá là 1.000 đồng thôi. Rồi đêm nay quý vị sẽ có tân mừng chương trình mở thưởng khuyến mãi luôn nha quý vị, phần quà rất là có giá trị luôn. Rồi nhanh chóng là làm cùng tiến vào và ổn định chuẩn mùi tham gia tham dự quý vị. Rồi mong mắn là những em luôn, hỏi tấm vé mệnh giá 10.000 đồng. Anh chị nào chưa có vé nhất dẹp tay giùm em nha, để nhân viên đến tận nơi phục vụ. Rồi nhân viên ơi, đưa ra tên vé. Mình lấy lại 10 chiếc xe, 10 vé xe Honda, mình đưa 10 phiếu bốc thăm cho ta. Thí dụ mà ai có 100 phiếu thì mình đưa được một, mình lấy lại 100 vé. Vậy đó. Rồi bây giờ tất cả các bạn, chúng ta cứ việc ngồi tại chỗ nha, ngồi tại chỗ đem những chiếc vé trúng thưởng xe Honda ra để cho nhân viên chúng tôi trao đổi lại thành chiếc phiếu bốc thăm trúng thưởng. Bởi vì Bảo Minh tôi xin phép được gửi như thế này, cái chương trình bốc thăm trúng thưởng thì chỉ có một người trúng mà thôi, không có trường hợp như vé lô tô kinh trùng đâu quý vị, cho nên chúng ta vẫn có một cái hy vọng rất lớn. Cái thứ nhất, còn cái thứ hai nữa, các trường hợp mà thần vé lô tô mà anh chị được tặng đó, nếu mà một vị khán giả nào có nhiều vé quá thì chắc có lẽ là do không kịp, cho nên chúng tôi sẽ được trao đổi lại với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Và lưu ý là tờ phiếu bốc thăm trúng thưởng xe Honda thì sẽ có cái hình xe Honda trong đó nha mấy anh chị, còn tờ phiếu bốc thăm trúng thưởng 3 triệu thì 6 số hàng ngang bình thường nha. Mong là tất cả các bạn, chúng ta cùng ai có những tờ vé trúng thưởng xe Honda ngay từ giờ này cùng đem ra để nhân viên chúng tôi đến từng bàn sẽ trao đổi lại qua chương trình bốc thăm
trúng thưởng. Tức là chúng tôi tặng một cái tờ phiếu đó thì có hai phần, một phần tặng khán giả và một phần xếp bộ đi hành lý. Bởi vì Cường thưa thức đây, những tấm vé đặc biệt vẫn đang phục vụ quý vị mình bên dưới nha. Đó, mong rằng là tất cả quý vị mình hay nhiệt tình đồng lòng tham dự nhiều hơn nữa quý vị. Oh!